Hello Mobile, xin chào tất cả các bạn ha. Mình vừa mới lai độ sim coi xin xong con 16 Pro Max này, thì có những cái câu hỏi mà các bạn trong quá trình lai thì có hỏi, thì mình sẽ cũng xin giải đáp lại luôn ha. Nếu mà độ một sim á, độ một sim máy này khách yêu cầu độ một sim nha, thì mình sẽ độ một sim cho khách. Thì nó khi mà các bạn làm một sim á thì nó ít can thiệp hơn trên main hơn, nó chỉ cần cắt một lòng chứ không cần cắt hai lòng nha. Cái thứ hai là các bạn không cần phải cạo mạch nhiều, không cần phải cạo mạch, không cần phải đoạn mạch eSIM đó. Thì ở đây mình khi mà độ một sim nha, tuy là một sim có nghĩa là một sim vật lý, mình vẫn giữ eSIM lại cho khách. Thì các bạn thấy nè, trong cái phần di động á vẫn còn là eSIM này nha. Nên mà khi các bạn cần xài eSIM, ví dụ mấy trường hợp mấy các bạn lên quốc tế vẫn có thể thêm được eSIM nha. Đó, thì khi mà các bạn thêm eSIM vẫn được này. Độ một sim ở đây có nghĩa là một sim vật lý, chứ còn eSIM thì nó không, mình bên mình làm không có ảnh hưởng tới cái eSIM ha, vẫn giữ lại cái eSIM nha các bạn, chứ không phải là mất luôn cái eSIM nha. Rồi độ một sim á thì nó sẽ tốt hơn độ hai sim ở cái chỗ là đỡ đụng chạm trên main nhiều hơn các bạn ha, đỡ đụng chạm trên main nhiều hơn và làm nó cũng, cái thời gian làm nó cũng có thể là nhanh hơn đó. Rồi ở đây thì bên mình CNC ghép sim cho khách xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là lót IBCC ha. Này, lót IBCC thì sim Hello Mobile thì các bạn cứ ấn vào IBCC. Rồi sau khi nó đã activate ra thì các bạn mở khóa lên này. Rồi, thường á thì nếu mà các bạn có mật khẩu màn hình á, các bạn phải giữ nút nguồn cho mình một xíu. Đó, nếu mà có mật khẩu màn hình thường nó sẽ đá thêm một lần nữa. Còn nếu không đá một lần nữa mà nó hiện cái menu như thế này á thì các bạn có thể ấn hủy và ấn tiếp tục nha. Còn nó đá một lần nữa thì các bạn mở khóa ra. Mở khóa ra thì các bạn giữ nút nguồn cho nó hiện cái menu thì mới ấn tiếp tục được nha. Rồi sau đó các bạn ấn tiếp tục và tiếp tục không có wifi. Đối với iOS 18 trở lên á thì dòng 16 các bạn thì là iOS 18 trở lên rồi, các bạn phải để nó hiện sim không hỗ trợ như thế này thì các bạn mới giữ nút quay lại về hoàn tất cập nhật phần mềm. Sau đó tắt màn hình ha. Các bạn phải để nó hiện sim không hỗ trợ nha. Các bạn mà để không, các bạn mà ấn quay lại liền á như những cái đời trước á thì là sẽ không có được ha. Rồi ở đây sau khi là các bạn chờ một lúc nó sẽ hiện cái thông báo lên, các bạn ấn chấp nhận. Rồi sau đó mở khóa ra ha. Đối với dòng cái này đang iOS bao nhiêu ta, đối với dòng này là 18.0 các bạn ha, thì Red Ring thì giữ vào màn hình, sửa đây thêm tiện ích, kéo xuống một đồng hồ ha. Rồi kéo vuốt cái đồng hồ ra, mình vuốt cái đồng hồ ra rồi sau đó vuốt từ dưới vuốt lên đấy. Đó là Red Ring thành công các bạn ha. Rồi như vậy là hiện tại đã fit full tính năng ha. Rồi bạn nào có nhu cầu mà độ sim hay là ghép sim cho dòng 16 Pro Max cứ ghé Hello Mobile ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.